Từ 20 giờ tối hôm qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng thêm 1.200 đồng một lít. Theo đó, giá bán lẻ xăng RON 92 và RON 95 tại hệ thống Petrolimex, đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn nhất cả nước là 20.430 đồng và 21.430 đồng một lít. Riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thuộc vùng 2 nên giá xăng dầu được điều chỉnh như sau. Xăng RON 95 tăng lên 21.450 đồng một lít. Xăng RON 92 là 20.830 đồng một lít. Về mặt hàng dầu hỏa cũng được điều chỉnh từ 0 giờ ngày 21 tháng 5 là 16.060 đồng một lít. Đối với mặt hàng như dầu diesel là 16.700 đồng một lít và dầu mazut 3.0S là 13.790 đồng một kg. Theo Liên Bộ Công Thương Tài chính, việc điều chỉnh giá dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83 ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Như vậy, chỉ tính trong tháng 5, qua hai lần tăng giá, giá xăng đã tăng thêm 3.150 đồng một lít.